Vâng, em chào tất cả các bác nhé. Đây em làm video báo sản phẩm hàng lên đường cho bác Trường. Đó là bác chốt cặp loa HX720. Cặp loa rất là rẻ nhưng mà âm thanh rất là hay. Trong cái tầm tiền khó mà những cái loa gấp đôi lần tiền nó khó mà ăn được cặp loa này. Thì hôm qua em có giới thiệu là em còn một cặp 720 và 820. Thì cặp này là bác chuyển khoản là 4,3 triệu. Đấy, có hay canh nha các bác. Và bác lấy luôn con Marantz BM8MK2 nha. Đây là một con ly để bác lái sưu tập và để đánh với những dòng loa cao cấp như là Ribe, những dòng Ribe L12, 100, L65 Dubai, vân vân, những ly dòng 4343, 4344. Đây là con âm ly cực kỳ là nổi tiếng của Marantz. Nói về âm thanh thì tuyệt vời. Nghe những em này đã đó các bác. Marantz BM8MK2 dòng Isotech nha các bác. Những con này là hàng khủng và cực kỳ hiếm. Âm thanh của nó thì độ chi tiết và nó là kinh ngạc nha, nó cực kỳ chi tiết. 400W. Và con Lukman 308 cũng có chủ luôn nha. 308 cũng có chủ về với anh Vân ở Hà Nội nha các bác. Đây con 308 này. Mới long lanh nha. Các bác thấy mặt phay xước cực kỳ đẹp nha. Thì Lukman L308 thì bên em đang bán là giá 13.500.000. 309 là 17 triệu. Đấy, sản phẩm hai sản phẩm được, một cặp loa, một cặp hai cặp ly.